trở lại chương trình. Tôi xin trịnh trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Luận, trưởng phái trung đại diện cho ban hội đồng gia tộc nên đọc lịch sử và đọc lịch sử dòng họ và các ban khánh thành nhà thờ tổ. Xin kính mời ông. Kính thưa quý khách, kính thưa các thế hệ nội ngoại dòng Phạm tộc, đất nước có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thưa vâng, núi Thái Sơn không gì đo được, nước trong nguồn chảy mãi không thôi. Cùng với lịch sử thăng trầm 300 năm, dòng họ Phạm Trung Lăng Minh Đức Tiên Lãng Hải Phòng đến nay đã có 12 đời với gần 900 thành viên Nam Phái, luôn luôn một lòng nhất tâm hướng về cội nguồn tổ phụ để tròn chữ hiếu và làm tròn mãi mãi đạo làm con trường tổ. Thưa quý khách, thưa các cô dì, chú bác, các anh em cùng các cháu nội ngoại Phạm tộc, hôm nay một ngày vui, một sự kiện trọng đại của dòng tộc chúng ta. Chúng ta tưng bừng trong khí thế làm lễ khánh thành nhà Từ Đường lần thứ hai, khang trang hơn, to đẹp hơn, hoành tráng hơn. Đây là nơi có linh vị linh thiêng của tổ phụ sinh ra dòng tộc chúng ta ngày nay. Nhớ về thiên cổ, tiên linh tổ phụ nay đã trở thành, nay đã ở cõi vĩnh hằng. Theo gia phả truyền lại của dòng tộc, cách đây khoảng 330 năm, vào thời vua Lê Hy Tông, tổ phụ Phạm Công tự Huệ Sát có danh là Sinh Đồ, nguyên gốc ở tỉnh Hải Dương, cụ là đồ nho dạy học, sinh cơ lập nghiệp tại đây, là thủy tổ sinh ra dòng họ Phạm Tuấn. Hàng năm, cứ đến ngày 5 tháng 2, ngày giỗ cụ, toàn thể hậu duệ tôn dòng tộc muôn nẻo xa xôi tụ hội về nơi đây, nhà Từ Đường Phạm tộc, để dâng hương tưởng nhớ người đã khai sinh ra dòng họ, và cũng là dịp những giọt máu đào hòa quyện cùng nhau chung lòng báo ân tiên tổ. Con trai duy nhất của cụ Cao, của cụ là Cao Cao Tổ Khảo Phạm Công tự Tuấn Viết. Cụ Viết là người học hành thông minh, cụ đỗ khoa thi hội Triều Lê Kiệu năm Kỷ Mùi 1739, được bổ làm quan ở Hoành Bồ Quảng Ninh. Cụ bà là Cao, cụ bà cả là Cao Cao Tổ Tỷ Phạm Công Chính Thất Nguyễn Thị Hiệu Rượu Từ Ái, cụ quê ở Tiên Lãng. Cụ sinh một con trai là Phạm Công Quyền, cụ bà hai là Cao 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 Tổ Tỷ Phạm Công Thứ Thất Nguyễn Thị Hiệu Rượu Từ Quy, quê ở Tiên Lãng. Cụ sinh được hai con trai là Phạm Tuấn Tuyển và Phạm Tuấn Đớ. Cụ bà ba là Cao Cao Tổ Tỷ Phạm Công Trắc Thất Nguyễn Thị Hiệu Diệu Tử Vi, quê ở Quảng Ninh. Cụ sinh được hai con trai là Phạm Đắc Kim và Phạm Tuấn Đính. Đến nay hậu duệ tôn của Phạm tộc được phát triển thành bốn phái: phái thượng do cụ Cao Tằng Tổ Khảo Phạm Quý Công tự Công Quyền sinh ra, phái hạ trung do cụ Cao Tằng Tổ Khảo Phạm Quý Công tự Tuấn Tuyển sinh ra, phái hạ do cụ Cao Tằng Tổ Khảo Phạm Công tự Đắc Kim sinh ra, phái út do cụ Cao Tằng Tổ Khảo Phạm Quý Công tự Tuấn Đĩnh sinh ra. Cụ Cao Tằng Tổ Khảo Phạm Tuấn Đớ chỉ sinh ra cụ Phạm Tuấn Đá rồi không có con trai kế tiếp theo, nên có năm cụ Cao Tằng Tổ Khảo, nhưng chúng ta chỉ ngày nay chúng ta chỉ có bốn phái. Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo Phạm Công Quyền, Phạm Tuấn Tuyển, Phạm Tuấn Đớ, Phạm Đắc Kim, Phạm Tuấn Đĩnh là con cụ Viết đều được theo học nho học và qua các trường thi. Cụ Kim đỗ kỳ thi hương đặt danh là Sinh Đồ. Cụ Đĩnh đỗ kỳ thi hội thời Lê Cảnh Hưng 1781, được vời vào triều làm vời vào triều dạy thái tử ở trường Quốc Tử Giám.
có được phong tước hiệu là Kính Trai Tiên Sinh. Theo nét tổ phụ hậu duệ dòng dõi Phạm Tộc đến nay đấy vẫn lấy việc nho học làm đường lập nghiệp cho nhiều đời về sau, nên Phạm Tộc có nhiều danh trong cộng đồng xã hội như Ấm Sinh, Ấm Tử, Cụ Tú, Cụ Mền, Cụ Sáo, Cụ Đồ, Cụ Hương, Cụ Lý, vân vân. Và được thôn làng trong tổng xã mọi người đều khen là dòng họ Phạm là dòng văn học. Phái Út là phái có truyền thống công danh đỗ đạt bằng cấp khoa văn. Đến nay kế tục truyền thống ngày xưa, dòng họ ở đời thứ 7, 8, 9, 10 chúng ta đã có 112 người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và cao đẳng, đã và đang công tác trên nhiều lĩnh vực: giám đốc, hiệu trưởng trường học, trưởng phó ban ngành khoa và giảng viên các trường đại học. Tự hào vì điều này, chúng ta mong hậu duệ đời sau sẽ tiếp tục làm rạng rỡ tổ tông hơn nữa. Thưa các vị đại biểu, thưa dòng tộc, ngày nay trong xã hội xoay vần với thời đại công nghệ cao, kinh tế thị trường, kinh doanh bùng phát và kinh tế tăng nhanh đến chóng mặt, nhưng trong mỗi gia đình họ Phạm chúng ta ai cũng lấy việc học làm đường lập nghiệp cho các thế hệ về sau và nhớ lời truyền dạy của tiên linh Đức Vi Tiên: mọi việc đều lấy đức làm gốc, tôn làm tôn chỉ của dòng họ để dạy con cháu, làm lẽ sống của mỗi người trong Phạm Tộc. Thực hiện lời truyền dạy dòng họ này, chúng ta gieo nhân tốt đã hái quả ngọt. Một hiện tượng sáng tỏ nhất trong lịch sử lớn lao của dòng tộc trong công tác bảo vệ đất nước qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chúng ta có gần 80 người tham gia nghĩa vụ quân sự. Phạm Tộc của chúng ta có tới 87 huân huy chương và bằng khen của chính phủ cho những người có công trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhưng dòng tộc chúng ta chỉ phải tưởng nhớ năm thành viên đã cống hiến hiến xương máu và tuổi thanh xuân của mình cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chống Pháp cứu nước. Đó là những liệt sĩ Phạm Tấn Thái, Phạm Văn Nguyện, Phạm Văn Phấn, Phạm Văn Bùn, Phạm Văn Lệ. Đây chính là phúc ấm của tổ tiên dành cho dòng tộc và con cháu của chúng ta. Chúng ta đời đời luôn nhớ ơn tiên tổ. Thưa các vị đại biểu, thưa các thế hệ Phạm Tộc, hôm nay được ôn lại truyền thống tổ phụ Phạm Tộc chúng ta hãy cùng nhau dành một phút tĩnh lặng để lòng mình hưởng niệm về nơi tổ phụ của chúng ta. Chúng tôi xin mời tất cả mọi người đứng dậy dành một phút tưởng niệm cho tiên tổ. Một phút tĩnh lặng bắt đầu. Xin mời tất cả mọi người an toàn. Thưa các vị đại biểu, thưa dòng tộc, với lòng nhiệt huyết hướng về tổ phụ, hậu duệ đời nay cùng với sự lãnh đạo tài tình của hội đồng gia tộc, chỉ trong vòng 2 năm, trong kế hoạch 5 năm, mặc dù con cháu Phạm Tộc không ít khó khăn, nhưng chúng ta lần 2 đã hoàn thành ngôi từ đường Phạm Tộc, nơi thờ phụng tổ tiên thật khang trang và hoành tráng thế này. Đây là phúc phần tiên tổ dành cho. Hôm nay từ mọi nẻo đường gần xa về đây, chúng ta cùng chung tay cắt banh khánh thành ngôi từ đường Phạm Tộc
nơi thờ phụng tổ tiên để báo ơn sinh thành ra chúng ta. Tôi tuyên bố lễ cắt băng khánh thành bắt đầu. Xin mời cụ Phạm Văn Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Xin mời ông Phạm Văn Lý, ông Phạm Yến Nhuận, ông Phạm Văn Vũ, bác Phạm Văn Tuyên là trưởng các phái lên cắt băng khánh thành từ đường Phạm Tộc. Đề nghị chúng ta hoan hô. Mama 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 m